Như vậy thì đây là một bài toán đòi hỏi là phải hiểu rõ bản chất vật lý à, Mà để hiểu bản chất vật lý thì việc đầu tiên là các em phải chú ý là Lúc đầu sợi dây là đang nằm ngang Sau đó đầu ô mới bắt đầu dao động đi lên T bằng 0 ở đây Thời điểm T bằng 0 thì ô bắt đầu dao động đi lên Tức là ô bắt đầu dao động đi lên thì các điểm sợi dây mới dần 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 đi lên Đến một thời điểm nào đó thì sóng mới truyền đến P và P bắt đầu đi lên rồi đến một thời điểm nào đó sóng chuyển đến quy thì quy bắt đầu dao động đi lên Thì chú ý là cái OP là bằng uh, 6cm Còn OQ là 9cm Thì bây giờ ta phải kiểm tra xem bước sóng nó như thế nào Thì chú ý là lambda bằng V chia cho F V ở đây là 24, F là 2 Như vậy đây chính là 12cm 12cm Vậy thì điều đó chứng tỏ là OP OP là bằng 6 cm thì bằng lambda trên 2. Còn là uh, PQ là bằng 3 cm thì bằng lambda trên 4. Như vậy là O và P là dao động ngược pha nhau, cách nhau là một lambda một số lẻ lần lambda trên 2 thì O và P là dao động ngược pha nhau. Còn PQ cách nhau 3 cm, cách nhau lambda trên 4 nghĩa là P và Q dao động vuông pha với nhau vuông pha với nhau. Đó, đó là tính chất quan trọng. Rồi, bây giờ tiếp theo là hỏi là tìm vận tốc dao động tại P và Q ở thời điểm mà sợi dây thẳng hàng lần thứ hai. thì việc đầu tiên ta phải quan tâm đến thẳng hàng lần thứ nhất. Lần thứ nhất là gì? Bắt à, khi t bằng không ở đây bắt đầu dao động đi lên. khi lên rồi tất cả các sợi dây sẽ đi lên đi lên. đúng lúc sóng truyền đến P thì P bắt đầu đi lên thì O đúng trở lại vị trí ban đầu. Có nghĩa lúc này O và P thẳng hàng và Q lúc đó chưa hề dao động. Như vậy là khi mà thẳng hàng lần thứ nhất thì sóng mới truyền được đến P. À, sóng mới truyền được P, tức là sóng mới truyền được nửa nửa bước sóng, tức là cái này là lambda trên 2. Sóng mới truyền được một cái lambda trên 2 ở đây. Tức là khi O đi lên Ô đi lên kéo thì lên xong ô lại đi xuống và các phần tử khác đi lên đúng lúc ô trở về vị trí ban đầu thì sóng vừa truyền đến p sóng vừa truyền p và p bắt đầu đi lên vậy thì lúc đó ô p và q thì chưa dao động như vậy đó là thẳng hàng lần thứ nhất còn thẳng hàng lần thứ hai thế nào sau khi đến ô rồi thì ô lại tiếp tục đi xuống ô uh, lại tiếp tục đi xuống và p lại đi lên P lên sau đó và truyền cho q sẽ đi lên đi lên khi uh, p đến vị trí cao nhất thì uh, điểm q mới bắt đầu đi lên sau đó p đến vị trí cao nhất rồi quay xuống đúng lúc xuống đến đây thì uh, q lên đến vị trí này và đây là vị trí thẳng hàng à, đây là vị trí thẳng hàng lần thứ hai thẳng hàng lần thứ hai tức là điểm p đi lên đến vị trí cao nhất rồi quay xuống và điểm này thì đi lên lần đầu tiên đến đây thì nó thẳng hàng. thì các em chú ý là khi cái này thẳng hàng thì vì P và Q uh, O và P là dao động ngược pha nhau, ngược pha nhau cho nên uh, uh, P và O là luôn đối xứng nhau qua trung điểm này, đối xứng nhau qua trung điểm tức là lúc thẳng hàng thì uh, ly độ của điểm uh, P là UP lưu đề ly độ của điểm O là UO cái này dương cái này âm và bằng nhau về độ lớn rồi tiếp tục là vì cái đoạn này và đoạn này cũng bằng nhau vậy thì lúc này cái UP này là trung bình là đường trung bình của tam giác đường trung bình tam giác thì điều đó chứng tỏ là cái này là cạnh đáy của tam giác cái này là đường trung bình vậy thì lúc này ta sẽ có là khi thẳng hàng lần thứ hai thì UQ bằng 2 UP và chú ý lúc này thì P đang đi xuống P đang xuống Có nghĩa lúc đó là Lúc này là VP Là phải âm Còn Q đang đi lên Có nghĩa là VQ Là dương Đó Tầm chú ý về dấu Để tí nữa ta tính về độ lớn mà Ta tính về độ lớn Sau đó ta ráp dấu vào cho nó hợp lý Như vậy là uh, Biết được cái này rồi Rồi bây giờ làm thế Để tìm vận tốc thì ta phải tìm được vận tốc thì các em biết là các chất điểm này dao động điều hòa cho nên từ cái chỗ ta sẽ tìm là, là u bình cộng với v bình chia cho omega bình bằng a bình vậy từ đó suy ra v chính là bằng trị đối v sẽ bằng omega căn bậc hai là a bình trừ đi u bình trừ đi li độ bình như vậy là omega thì biết rồi a thì biết rồi nhưng còn u như vậy để tìm vận tốc tại các điểm này thì quan trọng nhất là tìm các li độ tại u tại p và tại q à, tìm cái này thì để tìm cái này cho nhanh thì các em chú ý hai cái này này là dao động vuông pha nhau mà hai dao động vuông pha nhau thì có là up chia cho a tất cả bình cộng với uq chia cho a tất cả bình là bằng một tức là vuông pha nhau tức là cái giá trị của nó chia giá trị mắc tất cả bình cộng giá trị kia chia giá trị mắc cũng tất cả bình nhưng vì biên độ là không đổi à, cho nên như thế à, thay cái này bằng hai à, 2 up hai 2 up à, như vậy thì ta sẽ có up sẽ bằng là là bên này là a bình là bằng a à, đây là lấy trị đối chú ý đây là uh, bình phương lên như vậy là hai bình phương là 4, 4 cộng 1 là 5 như vậy A nhân với uh, mỗi căn gọi là A chia cho căn 5 A chia cho căn 5 Đấy, à, A chia căn 5 uh, UP bằng A chia căn 5 thì suy ra UQ sẽ bằng gấp đôi như vậy bằng uh, 2A chia cho căn 5. À như vậy tìm được lý độ rồi. Bây giờ vận tốc ờ giáp của công thức này. Chú ý là uh, VP thì âm. Như vậy ta sẽ có VP sẽ bằng trừ omega 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 vì là tần số f là bằng 2h, vậy omega là 4 p căn bậc 2 a bình à, a bình. Như vậy a ở đây là uh, theo đề ra là a là 6 căn 5. Vậy 6 căn 5 tất cả bình cộng với uh, trừ đi trừ đi UP UP thì UP đây là bằng a chia căn 5, a chia 5 tức là 6, căn 5 chia 5 là 6, như vậy 6 bình. Vậy thì cái này là bằng à uh, 5 4 là 2, 8. Như vậy 6 thành là -48 pi cm trên giây. đó như vậy đó là vận tốc dao động của của p là trừ 48 pi cm trên giây. còn uh, vận tốc dao động tại q là chú ý là lúc đó q đang đi lên à, đi lên thì lại lấy dấu cộng là 4 pi căn bậc 2 của a bình tức là 6 căn 5 tất cả bình trừ đi u q u q là 2 này à, 2 a chia căn 5 a à, là bằng 6 căn 5 chưa căn 5 mà còn 6 6 2 12 như vậy 12 bình phương à, như vậy là đây là à, uh, thành là ta bấm máy tính này. căn 6 đây. như vậy đây là 6 từ 4 1 như vậy 6 6 4 2 4 như vậy bằng dương 24 pi cm trên giày như vậy vận tốc dao động tại P là trừ 48 pi cm trên giây còn tại Q là dương 24 pi cm trên giây như vậy đối chiếu với phương án thì ta chọn phương án B chọn B như vậy để đây là một bài toán hay hay cho nên các em phải lưu ý ở đó là phải biết được là uh, thời điểm lần thứ hai là thế nào thời điểm lần đầu tiên thì thời điểm lần đầu tiên thẳng hàng là lúc cái này đúng lúc cái sóng truyền đây thì đúng lúc ô lại trở về như vậy vị trí cân bằng thì lúc đó nó thẳng hàng nhau. Đấy. Còn thẳng hàng lần thứ hai là khi P đi lên cao nhất rồi quay trở về thì U uh, U uh, Q lên vị trí này và vị trí này là còn uh, O thì xuống đến vị trí này rồi xuống vị trí này và đang đi lên thì lúc đó nó thẳng hàng thì thằng hàng thì em chú ý là bởi vì hai cái điểm này dao động ngược pha nhau nên ly độ luôn luôn đối nhau có nghĩa là nó đối xứng qua trung điểm này trung điểm này Đó. và chú ý là cái đoạn này ba cái đoạn ba thì cái ba ba vậy thì có nghĩa cái này là trung đường trung bình tam giác còn cái này là cạnh đáy à, cho nên là cái uq dương up dương còn uo thì âm âm à, và cái này gấp đôi này để xa, để tìm um, vận tốc thì ta phải dựa vào cái phương trình là uh, u bình cộng v bình omega bình bằng a bình. Như vậy cho u biết nó v thì ta thay vào. Vậy ta còn có omega rồi có a rồi phải tìm cái uh, li độ u. Mà để tìm u thì ta dựa vào cái hệ thức vuông pha p và q vuông pha nào.